Hôm nay trên tay của Tiêu Viêm có thể xuất thủ, liền chỉ có Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Tuy rằng Dược lão có nói, tại trong giới chỉ có lưu lại cốt linh lãnh hỏa cung cấp cho Tiêu Viêm sử dụng. Có điều Phật Lộ Hỏa Liên cần hai loại dị hỏa dung hợp. Hello hello, chào mừng em đã quay trở lại với video tiếp theo của channel NTG. Và tất nhiên rồi, để tiếp tục với phần 1 của đấu phá thương khung phần 4 tập 1 Dược lão ngủ say thì không có lý do gì chúng ta không đến với phần tiếp theo rồi phải không nào? Đấu phá thương khung phần 4 tập 2 dựa vào chính mình. Trước khi đến với chủ chính của video ngày hôm nay thì mình xin phép gửi anh em lời chúc tốt đẹp nhất. Và như em xem video này nhưng mà hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây và nút like chia sẻ đăng ký kênh của chúng mình nhá. Còn bây giờ thì không dài dòng nữa, chúng ta sẽ đến với tập truyện của ngày hôm nay thôi nào. Trong gian phòng ngăn nắp và sạch sẽ, trên giường Thiếu Liên chậm rãi mở mắt. Ngay trong lúc Tiêu Viêm ngây người nhìn chằm chằm lên trần nhà, trên khuôn mặt lộ ra một vẻ chua xót cùng với đau xót, một lúc sau mới nhẹ nhàng thở dài một hơi. Một cỗ tin tức bỗng nhiên dũng mãnh tiến vào trong óc, nhưng mà hắn vẫn chưa bởi vậy mà có điều kinh hoàng. Nằm ở trên giường, tùy ý để tin tức quán trú vào trong não. Một lúc sau, hắn mới bắt đầu xem một lần giúp đỡ sau cùng mà trước khi Dược lão ngủ say chuẩn bị vì mình. Chậm rãi đem thiên tu dưỡng này tinh tế xem hoàn tất. Ngay tại tin tức sau cùng, còn có một thiên phương thuốc ngũ phẩm đan dược, tên là Phục Linh Tử Đan. Hiển nhiên đây là Dược lão lo lắng khi hắn rơi vào ngủ say, bằng vào thực lực của Tiêu Viêm còn không đủ để đem Hải Ba Đông áp chế. Sở dĩ đem phương thuốc cấp truyền tới là khiến hắn phải sử dụng trong vòng 1 năm, tận dụng tìm kiếm phương thuốc tài liệu cần thiết trấn an Hải Ba Đông. Sư phụ yên tâm đi, ta sẽ nghĩ ra biện pháp giúp người mau chóng hồi phục tinh hồn lực. Thiên tin tức này hàm chứa tâm huyết cùng với sự quan tâm thân thiết của Dược lão, khiến chỗ mũi của Tiêu Viêm có chút cay cay. Hai bàn tay nắm chặt, thấp giọng lẩm bẩm rồi nói. Hít một ngụm không khí thật sâu mang theo đàn hương, tâm tình của Tiêu Viêm cũng đã từ từ bình tĩnh xuống, trong lòng trầm tư quay cuồng. Hôm nay Dược lão rơi vào ngủ say, tất cả đều liền phải dựa vào chính mình. Mà mất đi con bài tẩy là Dược lão, với hắn đó là mất đi năng lực kiềm chế đối với Hải Ba Đông. Tuy nói trong cơ thể của Hải Ba Đông có hỏa độc ẩn núp mà Dược lão sở hạ, nhưng mà đồ vật kia chỉ có Dược lão mới có năng lực khởi động. Hôm nay Dược lão đã ngủ say, đồ vật kia đó là trở lên đã không có chút hiệu quả nào. Về phần Phục Linh Tử Đan, tuy là ngũ phẩm đan dược nhưng mà bằng vào thực lực của Tiêu Viêm còn không đủ để kiềm chế. Bởi vậy một loại điều kiện tối hậu có thể kiềm chế Hải Ba Đông cũng là mất đi tác dụng. Mất đi vài loại kiềm chế này, đồng thời nếu như Hải Ba Đông biết được, sợ rằng không chỉ có ước định một năm kia sẽ bị mạnh mẽ tháo bỏ. Nói không chừng, hắn còn có thể đem bản đồ không trọn vẹn nơi hắn đoạt được từ trên tay của mình mạnh mẽ cướp giật trở lại. Tuy rằng loại suy đoán này có chút tùy tiện, chẳng qua Tiêu Viêm rõ ràng hợp tác giống như là hai bên đều là thành lập dưới tiền đề song phương thực lực là kém không xa. Mặc kệ làm sao, tại trong lúc không có Dược lão làm bùa hộ mạng, Tiêu Viêm đều phải tính toán thật tốt. Hôm nay trên tay của Tiêu Viêm có thể xuất thủ liền chỉ có Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Tuy rằng Dược lão có nói tại trong giới chỉ có lưu lại cốt linh lãnh hỏa cung cấp cho Tiêu Viêm sử dụng, có điều Phật Lộ Hỏa Liên cần hai loại dị hỏa dung hợp. Hắn đã từng thử qua một lần, thật sự là không có lá gan quá lớn vận dụng lần thứ hai. Dù sao thì vật kia quả thật sự là quá đáng sợ. Lần đầu Tiêu Viêm có thể có Dược lão bảo vệ, nhưng còn lần thứ hai thì sao? Nói không chừng lại là một cái bất hảo, chỉ sợ là bị thứ mình làm ra giết chết. Nhớ tới các loại cục diện rối ren sau khi Dược lão ngủ say mang đến, Tiêu Viêm đau đầu rồi lắc đầu. Có điều tại lúc các loại trầm tư, hắn thật sự là nhớ ra chăm chú nhớ kỹ mấy việc cần phải làm. Thứ nhất là bất luận như thế nào cũng không có thể khiến cho Hải Ba Đông biết mình cũng có khả năng tái triển thực lực đấu hoàng cường giả của mình. Song song với đó cũng không có thể cho hắn biết mình không có năng lực luyện chế Phục Linh Tử Đan. Thứ hai, nghĩ đến mọi biện pháp có thể tìm kiếm được thiên kỳ địa vật có thể hồi phục rất nhanh linh hồn lực. Chỉ có Dược lão một lần nữa thức tỉnh, như vậy những nguy hiểm mới vừa rồi nghĩ ra có thể sẽ không bạo phát. Đem hai điều này thành sự tính toán cần thiết phải làm vững vàng ghi tạc trong lòng, Tiêu Viêm lúc này mới thở dài một hơi, bàn tay chồng lên chở mình ngồi dậy, khẽ tự vào trên thành giường. Một cái đồ vật lạnh lẽo trắng mịn bỗng nhiên quấn trên tay của hắn, bị đồ vật lạnh lẽo trắng mịn lại quấn quanh không kịp phòng thủ, Tiêu Viêm trong lòng run lên, tay trái xốc mạnh chăn lên. Chăn xốc lên, một con rắn nhỏ thể hình nhỏ nhắn xinh xắn khả ái bảy màu, nó còn đang quấn tại trên cánh tay của hắn, như là nhận thấy được ánh sáng phóng tới, cái cổ thon của nó ngóc lên, đôi mắt rắn màu tím đậm nhìn chăm chú vào Tiêu Viêm. Một lát sau, trong mắt của rắn nổi lên một vẻ vô cùng là thân thiết, không ngừng lấy đầu cọ lại trên cánh tay của Tiêu Viêm. Con mắt thẳng tắp nhìn Thôn Thiên Mãn cả người bảy sắc bởi vì tiến hóa mà trở nên càng thêm thâm trầm. Nó so với trước đây khác khá là nhiều. Đặc biệt thì sau khi nhìn thấy trong mắt của nó trở lên nhân tính hóa vô cùng là thân thiết. Tiêu Viêm vốn bởi vì Dược lão ngủ say mà tâm linh trở nên trầm trọng hơn rất là nhiều, lúc này chợt thư giãn rất là nhiều. Trên khuôn mặt nổi lên một vẻ mừng như điên, cẩn thận cầm con rắn nhỏ bảy màu lên, nhếch miệng rồi cười.
ôm nó rồi hung hăng hôn một cái, thấp giọng cười nói: "Tiểu bà bối, ngươi tỉnh lại quả thực là đúng lúc. Dược lão đã từng nói qua, thất thải thôn thiên mãn sau khi tiến hóa lần này, thực lực có thể cùng với đấu vương cường giả chống đỡ. Tuy nói rằng nó có thể cùng đấu hoàng cường giả có chút là khoảng cách. Có điều Tiêu Viêm nhưng sẽ không quên, tại trong cơ thể thôn thiên mãn còn có một linh hồn càng thêm kinh khủng hơn, đó chính là Mỹ Đồ Tòa Lữ Vương. Tuy rằng hôm nay bởi vì bị ý thức của thôn thiên mãn áp chế, Mỹ Đồ Tòa Lữ Vương không thể hiện ra. Có điều Tiêu Viêm cũng rõ ràng, nếu thôn thiên mãn chốc lát bị uy hiếp tới sinh mệnh, như vậy thì lữ nhân kinh khủng đã từng đem Hải Ba Đông phong ấn vài chục năm sẽ lần thứ hai phá tan áp chế của thôn thiên mãn, mạnh mẽ khống chế thân thể của nó. Sở dĩ Tiêu Viêm chỉ cần đem quan hệ của mình cùng thôn thiên mãn bồi dưỡng thành cực kỳ thân thiết, như vậy nếu là sau này Hải Ba Đông thực sự bỗng nhiên trở mặt, có lẽ gặp phải một ít thời điểm hẳn là phải chết trước mắt, Mỹ Đồ Tòa Lữ Vương trong cơ thể thôn thiên mãn kia sẽ là cọng rơm cứu mạng của mình. Nhớ tới tầm quan trọng ngày sau của thôn thiên mãn này đối với mình, Tiêu Viêm nhìn về phía con ngươi của nó có vẻ càng thêm nhu hòa lên. Bàn tay ôn nhu vuốt ve lân phiên trơn chuột của nó, từ trong nhẫn giới chỉ lấy ra một bình tử tinh nguyên. Nhìn thấy tử tinh nguyên xuất hiện, con ngươi tím đậm của thất thải thôn thiên mãn kia nhất thời sáng lên. Đuôi của nó không ngừng cọ lên tay của Tiêu Viêm, trong miệng phát ra thanh âm bức thiết tê tê cầu xin. Nhìn tử tinh nguyên đối với tiểu gia hỏa này có lực mê hoặc không những không giảm mà còn tăng. Tiêu Viêm thở dài một hơi, xong nghĩ trong lòng thoáng có chút may mắn. Nếu mình phải may mắn có loại thực vật thôn thiên mãn thích hợp nhất này, sợ rằng thật đúng là khó có thể cùng nó đạt được quan hệ vô cùng thân thiết như vậy. Cẩn thận dùng tiểu ngọc côn rỗng ruột hấp thu vài giọt tử tinh nguyên, sau đó đem tiến vào trong miệng của thôn thiên mãn. Nhìn nó nhăn con người, dáng vẻ cá là hấp dẫn, Tiêu Viêm nhịn không được cười cười, đem tử tinh nguyên thu lại, sau đó đem thôn thiên mãn đã cảm thấy thoải mái đặt ở trên gối. Sau khi thoáng trầm ngâm, từ trong lạp giới lấy ra một khỏa chữ thương dược cấp thấp nhất có dược tính là ôn hòa nhất, chậm rãi lút vào trong bụng, rồi từ từ nhắm hai mi mắt, cảm thụ được năng lượng ôn hòa kia tại trong cơ thể, khóe miệng hơi co quắp lại. Tuy rằng cỗ tinh thần năng lượng này cực kỳ là ôn hòa, có điều tại lúc chữa trị là do kinh mạch gần như là bị phá tan, vẫn như cũ là nhịn không được truyền ra từng đạo cảm giác đau đớn co rút. Đối với trình độ kinh mạch yếu đuối hiện tại, Tiêu Viêm cười khổ lắc đầu, cỗ năng lượng ôn hòa kia tùy ý hoàn toàn là hao hết trong cơ thể, cũng là chậm rãi hồi phục vài phần khí lực. Tại trong lúc Tiêu Viêm đang nhắm mắt, thanh âm của phòng mở ra răng rắc cũng bỗng nhiên tại trong phòng vang lên. Vài đạo đàm thoại thấp giọng và nhiều bóng người nhẹ nhàng đi đến, khi bọn hắn thấy Tiêu Viêm kia ngồi dậy trên giường đều là sửng sốt, chợt hiện ra vẻ mặt mừng như là điên lao tới. "Tiểu Viêm tử, ngươi tỉnh rồi sao? Thời gian ngươi hôn mê tới 5 ngày đó." Tiêu Lệ Tiên tới nhanh nhất, mừng rỡ cười to nói: "5 ngày sao?" Nghe vậy Tiêu Viêm sửng sốt, chợt cười khổ lắc đầu: "Có khỏe không?" Tiêu Đỉnh cười đi tiến tới đây, ánh mắt hiện lên vẻ mừng rỡ, mỉm cười rồi hỏi: "Tạm thời còn không chết được." Tiêu Viêm khóe miệng nhếch lên cười nói: "Tiểu tử kia, quả như là thân tàn bất lộ. Không nghĩ tới, ngươi thật sự đúng là đi đem Mặc Gia đại trưởng lão làm thịt." Tiểu Lệ vỗ chân của Tiêu Viêm cười to rồi nói: "Ha ha, là Hải lão tiên sinh nói cho chúng ta biết. Có điều chỉ có hai huynh đệ chúng ta biết mà thôi, còn những người khác thì không, vẫn chưa truyền ra ngoài." Tiểu Đình đứng ở một bên thấy Tiêu Viêm vô cùng là kinh ngạc, chỉ vào Hải Ba Đông phía sau cười mà không nói, giải thích: "Hải lão, làm phiền rồi. Lần này nếu không có người xuất thủ cứu giúp, chỉ sợ ta thật sự là đúng là ăn quả đắng." Nhìn thật sâu lão nhân gia phía sau của Tiểu Đình, đã không có dược lão trong bài tẩy, Tiêu Viêm lần đầu tiên cảm giác được, nguyên lai đấu hoàng cường giả lại có thể làm cho người ta cảm thấy áp bách cường đại như vậy. Ha ha, nhấc tay chỉ lão mà thôi. Có điều Tiêu Viêm huynh đệ thật sự là có chút khiến ta bội phục. Ngày đó ngươi sở chế tạo đi ra bạo tạc quá kinh khủng. Đối với Tiêu Viêm nói lời cảm tạ, Hải Ba Đông cười khoát tay áo, quay về Tiêu Viêm giơ ngón tay cái lên. Trong tiếng cười bội phục kia cũng không phải là giả tạo. Ta cũng là ý nghĩ bỗng nhiên là bộc phát mà thôi. Tiêu Viêm cười khổ lắc đầu. Ta biết ngươi khi đó khẳng định là ý nghĩ bộc phát. Người bình thường là tuyệt đối nghĩ không ra chuyện này. Hải Ba Đông vui đùa nói xong, ánh mắt lại nhìn lên người của Tiêu Viêm, nhíu mày rồi nói: "Thương thế của ngươi giống như là rất nghiêm trọng. À, cái này, chỉ cần còn có một hơi thở, ta là có thể khiến cho mình trở lên so với con rắn còn ngoan cường hơn." Tiêu Viêm nhàn nhạt cười rồi nói: "Ngươi ngay cả đồ vật kia đến cả song song cùng chính mình chế tạo." Nói lời này, ta thật ra là không nghi ngờ. Chỉ thấy dáng vẻ của Tiêu Viêm cũng không có quá mức lo lắng cho thương thế của mình, Hải Ba Đông hơi gật đầu. Người này quả nhiên là con bài chưa lật là không ít. Quay về Hải Ba Đông khách sáo vài câu, Tiêu Viêm nghiêng đầu quay về phía của Tiểu Đình cùng với Tiểu Lệ lấy hơn 10 loại dược liệu, sau đó để cho bọn họ cấp tốc giúp mình hồi môn. Sau khi nhìn theo hai người Tiểu Đình gật đầu ly khai, Tiêu Viêm vừa đen ánh mắt hướng về phía Hải Ba Đông khẽ cười cười, từ trong lạp giới chỉ lấy ra bút cùng với giấy, tại trong ánh mắt nghi hoặc của Hải Ba Đông viết lên trên vài phần vừa nhìn tên để biết là các loại dược liệu hy hữu. "Hải lão, lần này ân cứu mạng,
ta cũng sẽ không cùng người khách sáo. Vài loại dược liệu này đây là dược liệu chính để chế phục linh tử đan. Ta đem chúng nó cho người, người nếu là lúc nào may mắn gặp, vậy thì nghĩ biện pháp thu tới tay. Chờ khi dược liệu đầy đủ hết, ta liền động thủ giúp người luyện chế. Đem trang giấy đưa cho Hải Ba Đông, Tiêu Viêm khẽ cười rồi nói. Nghe vậy Hải Ba Đông đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó trên khuôn mặt già lua dâng lên một vẻ mừng như điên. Hai tay có chút run rẩy tiếp nhận trang giấy, tỉ mỉ đem dược liệu viết trên đó ghi tạc trong đầu. Sau đó trịnh trọng thu hồi trang giấy, quay về Tiêu Viêm chấp tay thành thật rồi nói. Tiêu Viêm huynh đệ, thấy ngươi thẳng thắn thương đãi như vậy, lão phu vô cùng là cảm kích. Hải Ba Đông ta nếu nói sẽ bảo hộ ngươi một năm thời gian, liền chắc chắn hết lòng tuân thủ. Ngươi cứ an tâm dưỡng thương đi, trong khoảng thời gian này coi như là tông chủ của Vân Lam Tông tìm tới, lão phu ta cũng chống đỡ cho ngươi. Nhìn Hải Ba Đông hảo khí can vân, Tiêu Viêm cười gật đầu, đem một ít dược liệu trong phương thuốc đưa cho hắn. Quả thực là một cái quyết định không sai, không chỉ đem trấn an mà lại đạt được một ít tín nhiệm của hắn. Kế tiếp đó là cần toàn lực để dưỡng thương, lời hẹn hai năm sau còn chừng là khoảng cách là 2 tháng, đã không lâu nữa rồi. Kẽ dựa vào thành tường, trong lòng của Tiêu Viêm thấp giọng lẩm bẩm rồi nói. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi, các bạn thấy nó thế nào? Nếu như mà thì hãy đừng quên bỏ ra một vài giây để vào nút like, chia sẻ đăng ký kênh ủng cho mình nhé. Cũng như là nếu như thấy quảng cáo thì anh em đừng quên kích vào ủng hộ cho mình những gói mì tôm hào hảo thơm ngon bổ dưỡng. Và các bạn cũng đừng quên đón chờ chuyện trước đấu phá thương khung phần 3 sẽ được phát sóng trực tiếp tại kênh NTG Gaming. Cuối cùng thì mình, NTG xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và xin phép được hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.